Dạ em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Thì lâu lắm mà em không có quay clip. Bữa nay em sẽ lên sóng con Future Nail. Future này rồi 206, 207 nói cho Future Nail bình xăng 125. Xe này là xe vàng bạc riêng theo xe, câm niền riêng theo xe, áo riêng theo xe, đầu lòng máy móc nguyên zin. Xe này là xe zin nguyên thủy nha, phuộc zin, bọc sơn zin, gắt chân zin, tó zin, mũ cao su zin, ốc tán zin. Xe này em bán, em để cho anh chị cô chú bác là giá là 19.500.000. Xe Future ha, xe Future 19.500.000, Future bình xăng ha. Em là nhà em từ nãy xe qua là đây là quốc lộ nè, quốc lộ 22B. Nhà em là gần ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bên kia là cổng ấp Văn Hóa đó ha, nè ấp Văn Hóa Bông Trang. Bên đó là cổng ấp Văn Hóa Bông Trang xã Thạnh Đức đó ha. Đây là hướng quốc lộ 22B nè, còn xe tải nè. Đây là hướng về Sài Gòn nè ha. Nhà em gần ủy ban nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại em có Zalo luôn đó ha. Em nhắc lại số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại em có Zalo luôn đó ha. Em có để số điện thoại của em ở trên màn hình phần mô tả. Nhà em thì còn rất nhiều xe. Để em lượt lại một vòng của xe Future Nail này. Future Nail này giờ đánh giá phần ngoài trước đi. Cặp vỏ, cặp vỏ mới nè, anh em đỡ tốn 500.000 rồi nè. Vỏ sau, vỏ trước ha, là lớp á. Đây bình xăng nè, cái bọc sên nè. Bọc sên này riêng theo xe nè ha. Tất cả này ốc theo xe luôn. Ốc theo xe. Máy ốc bọc sên đó. Gắt chân zin nè, cục mũ này zin theo xe từ nào giờ nè. Đây nè, tem này, xe này Future Nail đời 206 nha. Đời 206, tem gắp còn. Ốc tán còn, vàng bạc nguyên zin nè ha. Vàng bạc nguyên zin. Cần số zin, cục mũ của số này zin theo xe luôn. Mấy cái vàng ốc này là lò xo, lò tó ngang tó đứng zin luôn, gác chân hai tầng zin luôn, áo zin theo xe luôn ha. Câu là mét cần thắng, buộc trước zin theo xe nè, nó nổ theo năm tháng nè, dí theo xe, bát theo xe luôn, niền theo xe luôn, câm niền theo xe luôn ha. Vỏ trước mới thay luôn, vỏ trước cho sau mới thay. Em sẽ quay từng chi tiết cho. Rồi qua bên đây nè, vàng bạc nguyên zin thống sơn nè, đầm zin nè. Xe này là có cái phần này là giờ máy này thì cái đầu, nói chung em thì em ốc đầu thì không có dấu dặn, lòng thì chưa có rớt đâu, có ốc này nè, em cũng nói thiệt tình luôn. Cái ốc chẳng xi bắp còi với ốc này nè, với ốc này nè là có dấu dặn. Còn bốn ốc đầu này là nguyên xi nha. Nói chung cỡ giờ người ta bùa, người ta dặn, người ta chiên bọc mũ với mình cũng không biết đâu, nhưng mà nè, ốc này chưa dặn nè, ốc trong này nè, ốc này nè, ốc kế, ốc tay, đưa tay em chỉ vô nè, chưa dặn, chưa tháo. Xe máy dữ dằn lắm, để từ từ sẽ nổ máy từ từ. Xe này em bán 19.500. Cái giò thắng rin, nước sơn rin, ốc tán xanh đẹp ha. Vàng bạc xanh đẹp. Giò đạp rin theo xe luôn, bát theo xe. Mô theo xe. Anh em coi kỹ, anh em cứ thận giá là rồi bập luôn à, khỏi cần khi em quay chụp hình lẫn, nó cũng khó khăn lắm, nó lâu. Nè, phuộc theo xe nè. Một này nhúng thoải mái luôn. Rồi câm niềm vàng bạc theo xe sau nè.
bánh này vỏ vỏ ruột thì mới thay rồi, căm niềng thì xanh lét. Bát nè, bát theo xe nè, cái nào zin theo xe nè là theo xe đó ha. Ốc, ốc zin nè, ốc zin, ốc zin. Trong đây, trong cái góc này có sơn gì vậy ta? Trong góc này có một mục gì vậy? Hay là hồi đó, hồi xưa có xài cái bình khô ấy, bình nước á, cái bình ắc quy nước á, nước có nhiễu nhiễu ở đây nó hơi bự bự mục, người ta chấm nước sơn ở đây nè. Chứ máy thì zin chưa trẻ, ở trong đẹp lắm. Sơn thì đẹp lắm, đây nè nó trắng bách rồi. Quay qua đây. Đó, con ốc đó, ốc trong với sườn rất là đẹp ha. Ốc mái với cái sườn á, với sườn xanh lét đẹp. Rồi bắt đầu em lên câu đầu mét. Câu đầu mét là chắc đứt rồi nào rồi, chạy có 9.000 mấy cây à. Kim xăng còn ha. Rồi tới xi nhan. Xi nhan và đèn càng đầy đủ hết ha. Xi nhan đèn càng đầy đủ hết. Đề. Để em đề lên ha. Ồ đề rồi đó. Rồi máy đang nổ luôn á. Máy này bây giờ mà máy zin chưa trẻ mà cảm thấy chưa rớt đầu lòng nữa. Là máy mà dày là anh em khỏi dừng chê. Chỉ nghe tiếng bô thôi. Máy đang nổ. Kèn hồi nãy em bóp kêu nhưng mà giờ sao em bóp không kêu. Để chút mấy lời. Rồi để em rịn ra cái hang. Xe nó muốn hết xăng à, xe là không có miếng khói luôn, máy im dữ dằn luôn, anh em thấy cái xe là kết luôn, nè em định ra nè, máy đang nổ ganh tì luôn á, xe này em cam kết là lửa, IC, bình xăng, các thứ là zin hết, nhưng mà em cũng em chắc ăn là zin, nhưng mà máy dữ dằn thiệt. Bình xăng riêng tao xe chắc ăn rồi, lửa IC rồi riêng chắc ăn. Rồi giờ tới phần đèn, xi nhan đèn càng thì đủ ăn. Đèn phút pha đầy đủ. Giờ phần áo đi ha. Áo này áo thì áo riêng theo xe liền lạc. Áo riêng theo xe liền lạc ha. Giá 19.500 mà anh em thích xe này thì cứ alo em. 19.500. Đèn đuôi tốp đâu còn luôn ha, xi nhan nè em đạp để em đạp thắng nè. Đó, trái. Đạp thắng. Máy đang nổ. 19.500. Áo này liền lạc lắm nha. Anh em về muốn thích tem này có đầy đầy cho 5 tháng nè. Về lột tem ra chơi thêm khác hoặc người ta để zin vậy luôn cũng được. Áo này anh em về chơi thôi, tại vì xe nó lâu ngày rồi, 2006 này tới mười mấy năm mà, 16 năm hay gì ạ, 16, 17 năm mà xe zin về cứng như là dữ lắm nè. Cái sườn nè anh em thấy không, không mục mọt vậy ha, em chưa có vệ sinh luôn á, bóng lưỡng à, có hai nút bên này là tại nó cắn cái sườn bóng lưỡng. Anh em nhìn bình xăng nè, bình xăng bóng lưỡng luôn, bình xăng mới y như bình xăng mới luôn, có cái nắp bình xăng nè, bình xăng mới, nhìn nó sáng nè, hai kiến zin theo xe luôn, hai kiến zin theo xe, cái yên zin luôn. Xe này 19.500 anh em chơi về là vô tư. Anh em thích xe này thì cứ alo em ha, 19.500.
nhà em ở gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là em có để trong màn hình mô tả, anh em thích thì cứ alo em, alo trực tiếp ha. Em hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha.